Hello, xin chào tất cả các bác đã quay lại với kênh YouTube của mình nhá. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái sản phẩm đó là lều ngụy trang như bẫy chim, bẫy gà cho mọi người. Lều ngụy trang. Đây. Được in vải 3D màu ngụy trang. Đây là vải gió anh em nhá. Mưa nhỏ cũng không sao hết. Đấy, để mình mở cái này ra và thu vào cho anh em xem nó như thế nào nhá. Đấy. Một cái này đầu tiên thì nó rất là nhỏ thôi, có thiết kế hai cái quai sách như thế này. Đây có một cái kéo khóa này, ở ngoài đây thì nó chỉ là cái túi đựng thôi anh em nhé. Khi mở ra ở trong thì cái lều nó sẽ ở trong như thế này này. Đấy, đây là cái túi đựng này, gồm có cái lều này, túi đựng này, và ở đây có một cái bì, trong đây có bốn cái đinh ghim. Em có thể ghim bốn cái góc của nó xuống dưới đất nhé, trường hợp gió quá đấy. Này, bốn cái đinh ghim bằng sắt này để ghim đất. Mở cái này ra thì rất là dễ thôi, em chỉ cần thả tay ra là tự bung ra nhá. Đây. Thấy chưa? Khi mở ra phát nó tự bung ra đấy, bung ra rất là to. Mình dựng nó lên cho anh em xem nhá. Em đi bẫy gà thì lên sắm một cái này thì đi bẫy rất là tiện, không sợ lộn mồi. Thay này làm nhá. Đấy, bánh gà rất là to. Lều này thì có thiết kế một cái cửa ra vào to này. Mở khóa. Em có thể chui đường này vào nhé. Đây có mấy cái đai để cài lên, cài cửa lên. Bốn bên, còn ba góc lại thì là ba cái cửa sổ nhé. Đấy, như mình chui vào xem con gà hay con chim thì anh em chỉ cần ngồi cách xa tầm khoảng 3 đến 5 5 mét là ok rồi. Đi bẫy cu thì cần ngồi cách xa 3 mét thôi. Còn bẫy gà thì lên cách xa là một chút nữa, tầm khoảng 5 mét. Nhìn gà, trông gà, không sợ chồn hay không sợ chó thì tới nó ăn mất là không biết. Đây thiết kế là cái lưới. Đây, đây có cái màn. Không sợ muỗi chui vào nhá. Đi bẫy gà sợ nhất là muỗi và vắt. Đấy. Mình chui vào trong này xem thử nhé. Đấy. Mở cái cửa sổ lên đã. Ví dụ như cái tivi như mình nhỉ, chui vào đây ngồi nhìn rất sướng, không sợ lộ nhé. Nào nó dính phát mình biết ngay. Thật ra thì mình nhà mình có bán đầy đủ cái phụ kiện để bẫy gà nhé, loa điều khiển từ xa này, giò gà này, túi đựng gà mồi này, thòng bẫy gà, à quên, thòng bẫy cuốc, thòng bẫy mìn bịp. Anh em cần mua cái gì liên hệ với mình nhé. Số điện thoại của mình là 0969 965 142. Mình ở Kon Tum nhé. Mình có gửi hàng toàn quốc. Nhận hàng thanh toán tiền tại nhà. Giò gà rừng. Giò cu. Ok, cảm ơn anh em đã xem video. Mình nhớ đăng ký kênh và thấy hay thì chia sẻ video này giúp mình nhé.